Chào mừng các em học sinh quay trở lại với kênh học toán online Nếu đây là lần đầu tiên các em đến với kênh học toán online thì vui lòng ủng hộ kênh học toán online bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông Các em nhớ là có bấm chuông thì mỗi khi kênh học toán online đăng tải video lên các em sẽ là những người đầu tiên nhận được những video mới nhất từ kênh học toán online Và các em cũng có thể xem các video về tiếng Việt lớp 4 tại kênh Thành Đô Vlog Rồi bây giờ mời các em mở sách thực hành tiếng Việt và toán lớp 4 tập 1 tuần 7 tiết 2 đầu tiên là bài tập số 1 viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp các em nhớ là trong quá trình xem video thì các em có thể bấm tạm dừng video để các em làm bài ra giấy nháp sau khi làm xong các em bấm tiếp tục video để các em so sánh xem là mình làm có đúng hay không cách của mình làm có hợp lý hay không rồi câu E nếu A bằng 8, B bằng 9, C bằng 2 thì A cộng B cộng C bằng bao nhiêu? Trước hết chúng ta biết A cộng B cộng C là biểu thức có chứa 3 chữ, 3 chữ đó là A, B, C Dạng tổng quát thì chúng ta có phép tính là A cộng B cộng C Người ta cho A bằng 8, B bằng 9 và C bằng 2 thì game chỉ việc thay A, B, C vào biểu thức A cộng B cộng C. Lúc này A cộng B cộng C sẽ bằng 8 cộng 9 và cộng V2. 8 cộng 9 cộng V2. 8 cộng 9 cộng 2 thì các em có thể nhóm hai số hạng bất kỳ lại với nhau sao cho khi thực hiện phép tính nó thuận tiện. Ví dụ ở đây các em có thể lấy 8 cộng với 9 bằng 17. Sau đó lấy 17 cộng với 2 bằng 19 cũng được. Nhưng nó không thuận tiện. Cách thuận tiện là các em lấy 8 cộng 2. Bởi vì 8 cộng 2 bằng 10, 10 cộng với 9 bằng 19. Làm như vậy thì nó dễ hơn. Rồi câu B, nếu A bằng 15. B bằng 6 và C bằng 7. Thì A trừ B cộng với C Lúc này là các em chỉ việc thay A bằng 15, B bằng 6 và C bằng 7 vào. A trừ B lúc này sẽ là 15 6. Cộng với C lúc này sẽ là cộng với 7. 15 6 cộng 7. Thì các em thực hiện phép tính theo thứ tự từ từ trái sang phải. Lấy 15 6 bằng, bao nhiêu? 15 6 bằng 9. Sau đó lấy 9 cộng với 7 bằng 16. Rồi tiếp theo. Mời các em sang bài tập số 2. Viết giá trị của biểu thức vào ô trống theo mẫu. Ở đây chúng ta có một bảng gồm các dòng. Dòng thứ nhất là các giá trị của số A. Dòng thứ hai là các giá trị của số B. Và dòng thứ ba là các giá trị của số C. Dòng thứ tư là các em tính giá trị của biểu thức a nhân b nhân c ứng với các giá trị a b c đã cho. Đầu tiên là a bằng 3, b bằng 2, c bằng 4 thì a nhân b nhân c lúc này sẽ là 3 nhân 2 nhân 4. em lấy 3 nhân 2 trước. 3 nhân 2 bằng 6. Sau đó lấy 6 nhân tiếp với 4 bằng 24. Rồi tiếp theo là A bằng 5 B bằng 4 Và C bằng 3 Tương tự như phép tính trước A nhân B nhân C Lúc này sẽ là 5 nhân 4 nhân 3 Đầu tiên các em lấy 5 nhân 4 trước 5 nhân 4 bằng 20 Sau đó lấy 20 nhân tiếp với 3 20 mà nhân với 3 Thì bằng 60 Các em lấy 2 nhân 3 bằng 6 60 60 tức là 60. Rồi tiếp theo A bằng 6, B bằng 7 và C bằng 8. Thì lúc này A nhân B nhân C sẽ là 6 nhân 7 nhân với 8. Như vậy đầu tiên các em lấy 6 nhân 7 trước, 6 nhân 7 bằng 42. Sau đó lấy 42 nhân tiếp với 8. 8 x 2 bằng 16, viết 6 nhớ 1. 8 x 4 bằng 32, thêm 1 là 33. Rồi tiếp theo A bằng 5, B bằng 9 và C bằng 0. A x B x C sẽ là 5 x 9 và nhân với 0. Các em nhớ một tích nó chỉ cần chứa một thừa số bằng 0 thì kết quả của tích đó sẽ bằng 0. 5 x 9 x 0 thì bằng bằng 0. Cụ thể là 5 x 9 bằng 45 45 nhân với 0 thì bằng, bằng 0 Rồi tiếp theo các em sang bài tập số 3 Điền chữ thích hợp vào chữ chấm Câu E M cộng N cộng P Bằng M cộng N cộng chấm 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 Bằng tiếp M cộng với Và ngoặc N cộng chấm 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 Đóng ngoặc Thì ở đây chúng ta có một biểu thức Có chứa 3 chữ là MNP cụ thể biểu thức là m cộng n cộng p thì trong một biểu thức có chứa các phép cộng các em có thể áp dụng tính chất kết hợp của phép cộng tức là các em có thể kết hợp hai số hạng bất kỳ lại với nhau sao cho phép tính nó được thuận tiện ví dụ ở đây các em có thể kết hợp hai số hạng m và n lại với nhau trước lấy m cộng n trước sau đó được kết quả bao nhiêu các em cộng tiếp với P. Hoặc là các em cũng có thể kết hợp hai số hạng thứ hai và thứ ba, tức là n cộng với P trước, sau đó được kết quả bao nhiêu các em cộng tiếp với M. B nhỏ A cộng B cộng C. Thì ở đây các em cũng có thể kết hợp hai số hạng. Số hạng thứ nhất và số hạng thứ hai, tức là các em lấy A cộng với B trước, được kết quả bao nhiêu các em cộng tiếp với Hoặc là các em cũng có thể lấy B cộng với trước. Được kết quả bao nhiêu các em cộng tiếp với Rồi tiếp theo các em sang bài tập số 4, điền chữ thích hợp vào chỗ chấm để tính giá trị của biểu thức. 2500 cộng với 375 cộng với 125. Thì bài tập số 4 này các em áp dụng kết quả à bài tập số 3. Ở đây cách 1 là các em tính giá trị của biểu thức này bằng cách là các em kết hợp số hạng thứ nhất và số hạng thứ hai lại với nhau. Tức là các em lấy số hạng thứ nhất cộng với số hạng thứ hai, được kết quả bao nhiêu các em cộng tiếp với số hạng thứ ba. Được kết quả bao nhiêu các em cộng tiếp với số hạng thứ ba. Tức là đầu tiên các em lấy 2.500 cộng với 375 các Em đặt tính và thực hiện phép tính này ra giấy nhé 0 cộng 5 bằng 5 0 cộng 7 bằng 7 5 cộng 3 bằng 8 2 hạ xuống Như vậy là 2.500 cộng với 375 Thì bằng 2.875 Sau đó các em cộng tiếp với số hạng thứ ba là 125 Ở đây các em nhận thấy này 75 mà cộng với 25 thì bằng bao nhiêu? Bằng 100. Rồi các em nhớ ở trong đầu là chúng ta đã có 100. Tiếp theo là 800 này. 800 này cộng với 100 là bằng bằng 900. 900 các em cộng với 100 mà các em đã nhớ ở phép tính trước là chúng ta được 1000. 1000 cộng thêm 2000 này bằng 3000. Rồi ở bài này là các em áp dụng kết quả của Bài tập số 3 thôi M cộng N cộng P Và A cộng B cộng C Rồi tiếp theo là các em sang Cách 2 Ở cách 2 này thì các em kết hợp số hạng thứ 2 Và số hạng thứ 3 lại với nhau Tức là các em lấy 375 cộng với 125 Được kết quả bao nhiêu các em cộng tiếp với 2500 375 cộng với 125 Ở đây các em nhận thấy 75 cộng với 25 còn bao nhiêu? 75 cộng với 25 bằng 100 này. Rồi các em nhớ ở trong đầu là chúng ta đã có 100. Tiếp theo là 300 cộng với 100 bằng 400. 400 cộng với 100 mà các em nhớ là 500. 500. Sau đó các em lấy 2500 cộng tiếp với 500. 500 cộng với 500 bằng 1000. 1000 cộng thêm 2000 bằng 3000. Rồi tiếp theo mời các em sang bài tập số 5 là đố vui Viết tiếp vào chỗ chấm Bạn thông lấy một số cộng với 83 Rồi cộng tiếp với 17 Thì được kết quả là 150 Số đó là ô trống Ở đây người ta nói là viết tiếp vào chỗ chấm Mà người ta lại cho là ô trống ta nghĩa là phải phải viết là viết tiếp vào ô trống mới đúng ở đây thầy giáo viết lại y chang trong sách luôn viết tiếp vào chỗ chấm mà ở đây lại cho là ô trống rồi chúng ta giải bài toán này như sau bạn thông lấy một số cộng với 83 rồi cộng tiếp với 17 thì được kết quả là 150 số đó là đầu tiên các em gọi cái số mà chúng ta cần tìm là x gọi số cần tìm là x ta có lấy số đó cộng với 83 x cộng 83 rồi được kết quả bao nhiêu cộng tiếp với số 17 thì được kết quả cuối cùng là 150 ở đây các em áp dụng bài tập số 3 tức là các em có thể nhóm hai số hạng bất kỳ lại với nhau các em lấy 83 nhóm với 17 x cộng với mở ngoặc 83 cộng 17 đóng ngoặc bằng 150 Bây giờ là các em đang tìm x như này Các em đưa bài toán về dạng tìm x này Rồi 83 cộng với 17 bằng bao nhiêu 83 cộng với 17 3 cộng 7 bằng 10 này 3 cộng 7 bằng một chục này 80 cộng với 1 chục bằng 9 chục này 9 chục cộng thêm 1 chục bằng 10 chục 10 chục thêm 100 83 cộng 17 bằng 100 Ta à, có x cộng với 100 bằng 150 Rồi đến đây thì các em tìm x như, như thế nào Chúng ta biết là số hạng bằng tổng trừ số hạng kia. Ở đây x là số hạng, 100 là số hạng, 150 là tổng. Như vậy tìm x, tức là tìm số hạng. Các em lấy tổng trừ số hạng kia. Lấy 150 trừ 100 bằng 50. Như vậy số cần điền vào ô trống là số 50. Ta có số cần tìm là 50. Các em điền vào ô trống là số 50. Rồi như vậy là video hôm nay xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video. Và đừng quên ủng hộ kênh Học Toán Online bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông, like và chia sẻ video cho nhiều người cùng xem. Và các em cũng có thể xem các video về tiếng Việt lớp 4 tại kênh Thành Đô Vlog. Các em chỉ cần tìm kiếm với từ khóa Thành Đô Vlog là các em sẽ tìm được kênh. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp.